Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi và bảo các ông: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và nhắc đến Chúa Thánh Thần, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều thấy rằng Chúa Thánh Thần hiện diện trong mọi sinh hoạt của giáo hội, trong cuộc đời mỗi người chúng ta, nhưng nhiều khi chúng ta quên Ngài. Và ngay việc làm dấu thôi, chúng ta cũng nhắc đến Chúa Thánh Thần. Và trong mỗi khi kết một lời nguyện dài, chúng ta cũng nhắc đến Chúa Thánh Thần. Và khi bắt đầu một công việc, chúng ta cũng đọc kinh Chúa Thánh Thần để xin ơn soi sáng. Và trong thánh lễ, tới phần chuẩn bị đọc lời truyền phép, thì linh mục chủ tế nài xin Thiên Chúa ban ơn Chúa Thánh Thần đến để Ngài biến đổi bánh rượu trở nên mình máu thánh của Chúa. Như thế chúng ta thấy rằng vai trò của Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội một cách hết sức gần gũi, và vai trò của Ngài đóng một vai trò quan trọng trong mọi sinh hoạt, trong mọi cử hành phục vụ mà chúng ta tham dự. Nhưng nếu như hỏi rằng Ngài là đấng nào và vai trò của Ngài là gì, dựa trên những bản văn bài đọc chúng ta vừa nghe, nhắc đến Chúa Thánh Thần, chúng ta nhớ đến ngày kinh Tin Kính: "Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống." Nhắc đến Chúa Thánh Thần, chúng ta phải khẳng định ngay điều ấy, là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta nghe trong ngày thứ nhất sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đến với các môn đệ và Ngài làm một cái cử chỉ hết sức quen thuộc mà trong Cựu Ước Chúa đã từng làm. Ngài thổi hơi vào các môn đệ và ban Thánh Thần. Cái hành vi thổi hơi của Chúa Giêsu nhắc nhớ và giúp chúng ta liên tưởng tới hai hành vi của Chúa trong thời Cựu Ước. Chúng ta nhớ đến sách Sáng Thế chương 2 câu 7: Đức Chúa lấy bụi đất nặn ra con người và thổi sinh khí vào lỗ mũi. Thổi sinh khí vào lỗ mũi, từ đó một con người là bụi đất, từ đó một con người là pho tượng bất động, vô tri vô giác, trở nên một con người sống động. Và hành vi thứ hai mà chúng ta được nhắc đến qua việc Chúa Giêsu thổi hơi, chúng ta nhớ đến sách tiên tri Ezekiel chương 37 câu 1 đến câu 10. Thị kiến của tiên tri Ezekiel rằng một thung lũng đầy xương khô và thần khí của Thiên Chúa thổi vào đó, thì những bộ xương khô ấy được phục hồi sự sống và đứng thẳng lên. Kính thưa quý bà anh chị em, hành vi thổi hơi
của Chúa Giêsu trong ngày phục sinh sống lại nhắc nhở chúng ta đến hai hành vi ấy của Chúa trong thời cựu ước để mặc khải cho chúng ta rằng chính Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, Ngài là đấng tái sinh những người đã chết. Và Ngài ban sự sống cho chúng ta, vai trò của Ngài quan trọng trong đời sống của chúng ta, trong đời sống của giáo hội, quan trọng như thế. Chúng ta có thể ví rằng nếu như không khí và hơi thở là sức sống của thể xác thế nào thì Chúa Thánh Thần chính là sự sống của mỗi người chúng ta về phần thiêng liêng. Không có Chúa Thánh Thần hoạt động nơi giáo hội, giáo hội cũng không phải là công cụ mà Chúa dùng để biến đổi thế giới này. Và nỗi mỗi người chúng ta không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta sống nhưng như những kẻ đã chết, như một thân xác bất động, như một thân xác không có lý trí ý thức. Kính thưa quý vị anh chị em, như thế chúng ta phải xác định rằng Chúa Thánh Thần chính là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Còn vai trò của Ngài, tác động của Ngài trong đời sống giáo hội cũng như trong đời sống của chúng ta như thế nào? Trong bài đọc 1 trả lời cho chúng ta biết, Chúa Thánh Thần đến ngự xuống trên các môn đệ dưới dấu chỉ của hình lưỡi lửa khả giác. Và nhắc đến lửa, chúng ta nhớ đến ngay bình minh của văn minh nhân loại khởi đi từ việc có lửa, lửa sưởi ấm, lửa xua đuổi thú dữ, lửa quy tụ con người, giúp cho con người quy tụ lại, hiệp nhất với nhau. Trong việc chúng ta thấy lửa chai, rồi các bộ tộc quây quần với nhau nhờ có ánh lửa. Và lửa còn thể hiện cho sự sức mạnh của nghị lực. Khi chúng ta theo dõi Olympic, chúng ta thấy ngọn lửa Olympic được đốt lên để thể hiện một cái sức mạnh của con người, một cái nghị lực của con người trong cuộc sống. Và Chúa Thánh Thần hiện đến với các tông đồ dưới hình lưỡi lửa, chúng ta có thể tóm gọn trong ba cái tác động sau. Thứ nhất là thanh tẩy, thứ hai là soi sáng, và thứ ba là biến đổi. Các môn đệ, các tông đồ trước đây là những con người hèn nhát, sợ sệt, thì được biến đổi thành những con người can đảm, mạnh mẽ. Từ những con người ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, tranh giành địa vị, thì được Chúa Thánh Thần thanh tẩy để trở nên những con người dám sống, dám chết vì Chúa và vì tin mừng, dám sống vì người khác. Và biến đổi các ngài từ những con người ít học, từ những con người dốt nát, và nhiều khi nhiều lần Chúa Giêsu cũng cảm thấy phiền lòng khiển trách bởi vì các ông chậm hiểu kém tin, thì giờ đây Chúa Thánh Thần ngự đến soi sáng cho các tông đồ, và các ngài có thể rao giảng một cách mạnh mẽ, một cách đầy hiểu biết, đến nỗi nhiều người phải kinh ngạc rằng là những ngư phụ dốt nát ít học giờ đây lại có thể tranh luận cùng với những thượng tế và kỳ mục trong dân, khiến cho họ phải đối lý và phải nhìn nhận được rằng Chúa Thánh Thần hoạt động trong các ngài như thế. Và Chúa Thánh Thần cũng đang hoạt động trong mỗi người chúng ta trong giáo hội. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần tẩy rửa chúng ta khỏi những đam mê bất chính, của những quyến rũ tội lỗi, của những ý nghĩ xấu xa, ích kỷ. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta từ những con người tội lỗi, yếu đuối thấp hèn, trở nên những con người can đảm, dám sống giáo huấn của Chúa ngay trong thế giới này đây. Xin Chúa Thánh Thần ngự trị nơi cuộc đời mỗi người chúng ta, trong gia đình chúng ta và trong giáo hội, để Ngài dẫn lối chỉ đường cho chúng ta tìm về cái quê trời mà mỗi người chúng ta hằng mong đợi. Quê trời là một hành trình để rồi chúng ta tìm về, nhưng hành trình ấy nếu như không có ánh sáng của ngọn lửa Chúa Thánh Thần
thì chắc chắn chúng ta sẽ phải mò mẫm, chúng ta sẽ phải tìm kiếm, nhiều khi còn đi lạc, đi vào vực thẳm của tội lỗi. Chúng ta xin Ngài soi sáng cho mỗi người chúng ta. Amen.